gì nữa em có thể tặng em không? Nha Ngọc nha, lần này tôi tha cho em đó. Quê nhân là quê gì? Tôi tha cho anh, không tha cho tôi. Tôi nhân đạo với em. Ủa gì nước nữa vậy? Dạ cái nước nhiều thì nhiều quá. Lao gì nữa? Thấy đây một thao không? Lao làm gì? Ủa cái gì vậy? Lao gì vậy? Lao làm gì? Chúng ta bị phạt mà. Lao làm gì? Ủa cái nước nó dơ lắm. Dơ. Nước dơ nãy nước giờ. Nước dơ lắm. Để Ngọc múc lên ra đó. Mét 8. Ai làm cái quần giọng không? Đo lên đầu. Cái quần chưa tới 1 mét mà cái dây lưng quần ông làm 2 mét. Dài hơn người tôi luôn. Đi qua. Rồi, chuẩn bị đặt 2-3 thứ quá, đặt 2-3 thứ. À. Để một cái mới tóc nó. Đúng rồi. Con bé chưa trải sự đời. Đầu tư ba. Tóc tay. Tới cái số 2. Có cái gì mà tôi nói gì. Đúng rồi, em phải chuẩn bị nha. Lông mi nữa kìa anh Luân. Lông mi giả. Ờ, em vô đây em chơi lông mi lông ơ đồ là không có lông. Và sau đó hay quá. Hồi nãy trước khi chơi người ta kêu buộc tóc lên đi, không chịu buộc. Em muốn đẹp, bây giờ nhìn em còn đẹp không? Ok cưng. Đó. Bây giờ đi chơi. Thấy chưa? Giờ này cái nó cũng khô nữa, tại nó dính dầu rồi, đúng không? Dầu lắm. Không, mặt rồi đó chơi tới cuối chương trình. Còn gì nữa đâu mà dơ.
Không có gì đâu, ok quá trời. Cảm ơn chị đã đến với bảy nụ cười xuân đã đến rồi. Chắc là chị quên chị nói gì với tôi rồi. Sao kỳ vậy, có sao không em? Không, tôi nghe rồi, được rồi. Như là nước tôi có quyền tàn em không? Anh muốn thì anh cứ tàn em. Đây là nước đây nè. Có sao hết á. Nếu như nước em tôi quyền tàn em không? Nha Ngọc nha, lần này tôi tha cho em đó. Mình quen nhá lần. Quê gì? Tha tôi tha cho anh, không tha cho tôi. Tôi nhân đạo với em. Ủa gì nước nữa vậy? Dạ kêu nước nhiều thì nhiều quá. Lao gì nữa? Thấy ở đây một thao không? Lao làm gì? Ủa cái gì vậy? Lao gì vậy? Lao làm gì? Chúng ta bị phạt mà. Lao làm gì? Lao làm gì, làm gì, làm gì. Tên mà nước dơ quá nha. Ồ, sao nước dơ như vậy mấy đứa? Quá. Bộ tụi anh ở dơ dữ lắm hay gì vậy? Ủa, cái nước nó dơ lắm. Dơ. Nước dơ nãy nước giờ. Nước dơ lắm, để ngậm mút lên ra đó. Dầu mắt ra nó sẽ lên. Là hồi nãy là đổ từ trong cái này vô hả? Bữa nay thì với tôi hai game đều thua. Em không biết chọn người. Anh đi đối kháng không bao giờ anh thua. Cái trận này với phần kết liễu dành cho anh luôn. Xem trọn bộ hoàn toàn miễn phí trên ứng dụng VOON.